Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Tỉnh Hòa Bình đặt mục tiêu đến hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 2,5 đến 3%, từ 15,49% cuối năm 2021 xuống còn 12,99 đến 12,49% vào cuối năm 2022. Để thực hiện được mục tiêu trên, tỉnh Hòa Bình tiếp tục vận động các nguồn lực từ xã hội để thực hiện công tác giảm nghèo như các hình thức hỗ trợ từ quỹ Ngày vì người nghèo và công tác an sinh xã hội, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện tại địa phương cơ sở, phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện vụ việc vi phạm, lợi dụng chính sách, nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo, biểu dương kịp thời các gương điển hình, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, đồng thời thực hiện có hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, hỗ trợ tiếp cận thông tin, đảm bảo 100% hộ nghèo cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn tín dụng ưu đãi, 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế. Điểm giao dịch tại Ủy ban nhân dân xã của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Hòa Bình được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2005. Đây là điểm khác biệt trong việc cấp tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội so với các tổ chức tín dụng khác. Đến nay, 100% các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có các điểm giao dịch lưu động và tổ chức giao dịch lưu động vào ngày cố định trong tháng. Hoạt động tại các điểm giao dịch tại xã đã tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiết giảm chi phí, thời gian giao dịch của người vay, đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội, dân chủ công khai với cách thức giao dịch tại nhà, giải ngân, thu nợ tại xã. Hoạt động giao dịch xã thực hiện chiếm tỷ lệ 94,7% tổng giao dịch của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh với khách hàng. Trong đó, tỷ lệ giao dịch giải ngân tại điểm giao dịch xã là 99,7%, tỷ lệ thu nợ gốc của khách hàng tại điểm giao dịch xã là 86%, tỷ lệ giao dịch thu lãi tại điểm giao dịch xã là 98%. Đến nay, huyện Lạc Thủy có 69 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 49.200 tỷ đồng, trong đó có 13 dự án trong cụm công nghiệp. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện thu hút được 3 dự án, đã có 35 trên 69 dự án đi vào sản xuất kinh doanh. Theo quy hoạch giai đoạn từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, trên địa bàn huyện Lạc Thủy có 1 khu công nghiệp, 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích trên 682 ha. Trong đó, khu công nghiệp Thanh Hà 282,14 ha, cụm công nghiệp Đồng Tâm 73,96 ha, cụm công nghiệp Thanh Nông 35,11 ha. Điều chỉnh cụm công nghiệp Phú Thành 2 từ 50 ha lên 75 ha. Điều chỉnh cụm công nghiệp Môi trường Công nghệ cao Hòa Bình từ 56,8 ha lên 75 ha. Bổ sung cụm công nghiệp Đồng Tâm 2 66,38 ha và bổ sung cụm công nghiệp Thống Nhất 75 ha. Thời gian tới, huyện Lạc Thủy tập trung đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp. Trên cơ sở thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện đến năm 2030, huyện Lạc Thủy ưu tiên thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững. Ngày 17 tháng 8 tại xóm Thượng, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Công an huyện Yên Thủy tổ chức khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội tặng gia đình đồng chí Bùi Văn Quang, công an viên xã Lạc Thịnh, là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Bố mất sớm, đồng chí hiện đang sinh sống cùng mẹ già và hai người con thơ trong căn nhà sàn dột nát rộng khoảng 40m² nên gặp nhiều khó khăn, thiếu an toàn trong sinh hoạt. Nguồn kinh tế chủ yếu là từ khoản trợ cấp công an viên và nghề nông thu nhập bấp bênh. Sau gần 2 tháng triển khai xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích 110m², tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Trong đó, Công an huyện Yên Thủy ủng hộ 100 triệu đồng cùng sự ủng hộ của địa phương và các công ty doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và của gia đình. Việc làm này thể hiện tình đồng chí, đồng đội, đoàn kết gắn bó chia sẻ trước khó khăn của cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an huyện Yên Thủy, động viên giúp gia đình đồng chí vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình luôn học tập và noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, bảo đảm an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần tô thắm vườn hoa chiến công, để lại những tình cảm, ấn tượng đẹp về hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân, mời quý vị theo dõi phóng sự sau. Xóm Má Mư, xã Quế Hạ, huyện Kim Bôi là xóm có diện tích rộng và đông dân nhất xã. Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, công an xã Quế Hạ tập trung vào việc xây dựng, duy trì và củng cố vai trò nòng cốt ở địa bàn cơ sở, các mô hình phòng chống tội phạm, duy trì các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến đường ở địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, tham mưu chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã, tiếp nhận giải quyết nhiều tin báo của quần chúng nhân dân, chủ yếu về tố giác tội phạm. Từ đó phát huy sức mạnh toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phối hợp với lực lượng công an góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Lực lượng công an xã sâu sát đấy, với bà con nhân trong xóm tuyên truyền các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, bà con nhân cũng chấp hành theo chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Thực hiện các cuộc vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, vì an ninh Tổ quốc, lực lượng công an Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Các cuộc vận động thực sự là đợt sinh hoạt chính trị, chỉnh huấn, chỉnh quân trong toàn lực lượng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, thúc đẩy nâng cao toàn diện các mặt công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Qua triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12-13, đến nay đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an Hòa Bình có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu ngành yêu nghề, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Ngoài cái việc mà chủ động và tích cực trong việc học tập để nâng cao kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ, thì báo cáo các đồng chí là chúng tôi cũng luôn phải gương mẫu để mà nêu gương cho cán bộ chiến sĩ cấp dưới, từ đó để mà làm tốt vai trò của một người lãnh đạo chỉ huy và cũng luôn bám sát vào cái 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, cũng như là cái khẩu hiệu hành động của lực lượng công an là chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, dám nghĩ, dám làm, dám nhân thân và dám chịu trách nhiệm. Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đang đặt ra cho lực lượng công an Hòa Bình những nhiệm vụ hết sức nặng nề, do đó đòi hỏi phải có sự phấn đấu của toàn thể cán bộ chiến sĩ. Để phát huy vai trò bảo vệ an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, điều lệnh công an nhân dân. Về cái công tác đảm bảo an ninh trật tự thì chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Đấy, thì muốn đảm bảo được an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội thì cái lực lượng công an phải luôn luôn đi đầu và gương mẫu chấp hành nghiêm các cái quy định của pháp luật. Thế và phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để mà tham mưu cũng như là thúc đẩy các cái phong trào. Thế và thường xuyên có cái đôn đốc kiểm tra và chấn chỉnh những cái sai phạm của cán bộ chiến sĩ để làm sao là nâng được cái ý thức trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, để phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an Hòa Bình tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm nghẽn trong công tác thu hút đầu tư là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Hạn chế này đã được huyện Yên Thủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm cần tháo gỡ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư. Qua đó, huyện Yên Thủy đang là điểm đến của nhiều nhà đầu tư doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu, đặt vấn đề, xúc tiến triển khai đầu tư tại địa bàn. Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước cũng đã được triển khai, đảm bảo tiến độ. Trong những năm gần đây, huyện Yên Thủy được biết đến là địa phương năng động trong công tác thu hút đầu tư. Một trong những lý do để các nhà đầu tư lựa chọn Yên Thủy là điểm đến để đầu tư là công tác giải phóng mặt bằng đã được địa phương hỗ trợ thực hiện trong điều kiện tốt nhất với thời gian nhanh nhất. Ngay sau khi các nhà đầu tư đến khảo sát quyết định đầu tư tại địa phương, huyện đã thành lập ban chỉ đạo hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho từng dự án. Trong đó, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân đồng tình ủng hộ và bàn giao mặt bằng cho dự án.
Hay trước hết là cái dân chủ công khai, dân biết, dân làm, dân bàn bạc, thì cũng là cái yếu tố. Và cái nữa là khó khăn những cái vướng mắc thì cũng tập trung là báo cáo với các sở ngành liên quan để tháo gỡ. Và cái nữa là cái con người tổ chức triển khai thực hiện thì cũng thông thạo nghiệp vụ và cũng phải chỉ đạo nó sát sao để mà chỗ nào khó, chỗ nào vướng mắc thì tập trung để tháo gỡ. Cùng với đó, huyện đã thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, xác định các vùng sản xuất tập trung, những khó khăn vướng mắc để chỉ đạo điều hành tháo gỡ, phục vụ công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp vào liên doanh liên kết đầu tư phát triển. Đặc biệt, vai trò của chính quyền địa phương nơi triển khai dự án đã được phát huy trong việc vận động nhân dân bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư để triển khai dự án. Tất cả các giải phóng mặt bằng thì đều thực hiện theo cái chính sách mà nhà nước đã quy định. Nên đây là vấn đề mà khó mà phải giải quyết. Thì đối với chính quyền, ủy ban nhân thị trấn, cũng dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền. Cái mục tiêu là giải thích cho nhân dân hiểu rõ rằng về cái chế độ chính sách của nhà nước trong cái việc giải phóng mặt bằng. Và từ đó là người dân cũng đã nhận thức và hiểu ra cái vấn đề trong cái mục tiêu mà đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn nhằm mục tiêu để phát triển về kinh tế xã hội địa phương. Cho nên là trong quá trình tổ chức thực hiện thì về cơ bản là người dân cũng đã đồng thuận và thực hiện cái việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Tuy nhiên hiện nay là vẫn còn một số hộ dân thì người ta vẫn còn đang chưa đồng thuận. Thì đối với góc độ của chính quyền địa phương thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục để tuyên truyền vận động, phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn để thực hiện tốt cái việc giải phóng các dự án trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, có 15 dự án trên địa bàn huyện cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, huyện cũng đã ban hành 6 quyết định thu hồi đất, 10 quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất. Đến nay, trên địa bàn huyện có 23 dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Các dự án này đã có những đóng góp quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xóa đói giảm nghèo, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hiện nay địa phương đang tập trung thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp. Không những giải quyết được khâu khó nhất, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, huyện còn luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ mọi thủ tục vướng mắc khác để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Chi tiết về nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình thời sự 19:45 tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi, không mưa, có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.